vàng hồng Rogol hội ngoại với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, tạo nên một chiếc mặt thắt lưng cứng chắc và ánh sáng bóng. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả các khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về trang sức thời trang vàng và nguyên khối. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là mặt thắt lưng. Mặt thắt lưng này là mặt thắt lưng cá nhân hóa theo cá nhân hoặc là thương hiệu của một ai đó. Và cụ thể, mặt thắt lưng này, KL này chính là mặt thắt lưng nhận diện thương hiệu của Kỳ Lân với từ viết tắt KL, KL, Kỳ Lân. Và đây là hai chữ KL theo phông chữ riêng của Kỳ Lân theo bộ logo của Kỳ Lân luôn. Với thiết kế một vòng mẫu ngoài xung quanh chữ KL này và một điểm nhấn ở đây, vàng hồng Rogol hội ngoại với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, tạo nên một chiếc mặt thắt lưng cứng chắc và ánh sáng bóng. Đặc biệt là sự cá nhân hóa và rất đẹp ở mặt thắt lưng này kết hợp với một sợi dây lưng. Nãy giờ là Kỳ Lân đeo mặt màu đen, dây cá 6 ở ngoài, bây giờ Kỳ Lân sẽ đổi lại. Rất là đơn giản luôn. Kỳ Lân sẽ dùng mặt cá mập màu đô ở ngoài. Khi mà mình dùng một thời gian mặt đen ở ngoài thì cái độ cong của sợi dây nó sẽ ôm như thế này đi. Rồi khi mình trở lại thì cái độ cong đó sẽ được nằm ở bên trong, nên là sẽ không sợ bị dinh cái độ cong ra ngoài. Hoặc là mình làm một lúc vài sợi dây, mỗi sợi dây sẽ hai mặt, hai màu khác nhau để mình thay phiên cho những bộ đồ mà chúng ta diện và đi công việc, đi du lịch.